Một chợ Tân Bình. Chợ Tân Bình tọa lạc tại số 172-174M, thuộc phường 8, quận Tân Bình, nằm trên đường Lý Thường Kiệt. Mặt hàng thời trang được bày bán trong chợ chủ yếu là quần áo may sẵn và một phần ít là giày dép, mỹ phẩm và trang sức. Hai chợ Phạm Văn Hai. Chợ nằm trên đường Phạm Văn Hai, số 91 thuộc phường 3, quận Tân Bình. Chợ Phạm Văn Hai chuyên bán quần áo thời trang và vải may áo dài. Ba chợ Hoàng Hoa Thám. Chợ Hoàng Hoa Thám được xây dựng vào năm 1990 với diện tích là 3.014m2. Hiện tại, chợ tọa lạc tại số 19, đường Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình. 4. Chợ Hạnh Thông Tây. Chợ Hạnh Thông Tây là một trung tâm mua sắm của tất cả các sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh, vì nơi đây bán hàng rất rẻ, mẫu mã đa dạng và hợp thời. Chợ tọa lạc tại số 10, 2 đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp. 5. Chợ Bà Triểu. Chợ Bà Triểu nằm tại số 40, đường Diên Hồng, phường 1, quận Bình Thạnh, và cũng hoạt động về đêm như chợ Hạnh Thông Tây. 6. Chợ Đêm Sinh Viên Làng Đại Học. Nằm ngay tại trung tâm của khu làng Đại học Thủ Đức, chợ Đêm Sinh Viên là một nơi mua sắm phức hợp bao gồm các mặt hàng thời trang và dịch vụ ăn uống. 7. Chợ An Đông. Chợ An Đông nằm tại số 34-36, đường An Dương Vương, quận 5. Sau chợ Tân Bình thì chợ An Đông là chợ lấy xỉ quần áo lớn thứ nhì tại thành phố Hồ Chí Minh. 8. Chợ Tân Định. Chợ Tân Định nằm ngay tại trung tâm quận 1, số 1 đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận 1,